chào quý vị và bà con ngư dân. Hiện nay trên hầu khắp các vùng biển, những đám mây dông vẫn liên tục được hình thành và cho mưa nhiều nơi trên khu vực, đặc biệt là tại khu vực phía bắc của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Do ảnh hưởng của một vùng xoáy thấp vào sáng nay thì nó có vị trí ở khoảng từ 18 cho đến 19 độ vĩ bắc, 110 đến 111 độ kinh đông, nên mưa dông cùng gió mạnh đã xảy ra khiến cho tàu thuyền gặp khó khăn khi mà lưu thông trên các khu vực này. Đến trưa chiều ngày hôm nay thì vùng xoáy thấp này vẫn còn tiếp tục di chuyển vào vùng vịnh Bắc Bộ và sẽ gây thời tiết xấu tại đây. Dự báo trong đêm nay và ngày mai thì đới gió đông nam ẩm sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn, đẩy vùng áp thấp ở khu vực vịnh Bắc Bộ tiến sát vào vùng ven biển. Chính điều này sẽ gây ra mưa dông và gió mạnh trên khu vực. Trong cơn dông tiềm ẩn nguy cơ về các hiện tượng nguy hiểm như là tố, lốc xoáy và gió giật mạnh. Trong khi đó thì các vùng biển còn lại tại khu vực phía bắc của Biển Đông và vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, mưa dông giảm hơn. Tuy nhiên về đêm và sáng thì tại đây vẫn có mưa rào khiến cho tầm nhìn giảm thấp. Các vùng biển còn lại tại phía nam thịnh hành đới gió tây nam khoảng cấp 4, mưa dông xảy ra rải rác và tập trung nhiều trong khoảng đêm nay và chiều tối ngày mai. Lưu ý là tại vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, gió tây nam có khả năng sẽ hoạt động mạnh hơn ở mức cấp 5 nên sóng biển có thể sẽ lên cao trên 2 mét và sẽ gây ảnh hưởng ít nhiều đến các hoạt động hàng hải. Sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Tại vùng biển phía bắc vịnh Bắc Bộ thì thời tiết xấu với nhiều mưa dông cùng gió mạnh trong đêm nay và ngày mai sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải. Gió thổi theo hướng đông nam trong khoảng là cấp 4, cấp 5. Vào chiều tối và đêm ngày hôm nay thì có thời điểm sẽ lên mức là cấp 6, giật cấp 7 nhưng mà sẽ mạnh hơn khi mà có mưa dông. Do vậy tàu thuyền cần hết sức lưu ý và nên cập bờ sớm để đảm bảo an toàn. Tại vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ thì trời cũng nhiều mây và có mưa dông trong ngày. Đặc biệt là tại vùng ven bờ thì mưa dông còn có lượng khá nên thời tiết không thuận lợi cho lưu thông của tàu thuyền. Ngoài ra thì trong đêm nay mưa dông mạnh kèm theo lốc xoáy và gió giật nên tàu thuyền nhỏ không nên ra khơi. Tại vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi bao gồm đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn, do nằm ở rìa phía nam của vùng xoáy thấp nên gió tại đây đã chuyển sang hướng nam đến tây nam với cường độ mạnh cấp 4. Mưa dông mạnh giảm hơn nhưng mà vẫn duy trì dưới diện rải rác khiến cho tầm nhìn giảm thấp, đặc biệt là trong thời điểm về đêm và sáng. Khuyến cáo tàu thuyền khi mà lưu thông tiếp tục cảnh giác với tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Tại vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, đảo Phú Quý, gió thổi đều theo hướng Tây Nam với cường độ trong khoảng cấp 4, tình trạng biển bình thường. Mưa cũng ít có khả năng xảy ra diện rộng trên khu vực, chủ yếu chỉ là những cơn mưa rào vài nơi sau khoảng 16 giờ chiều. Nhìn chung thì đây vẫn là khu vực có thời tiết tương đối ổn định hơn các vùng biển khác và thuận lợi hơn cho các hoạt động đánh bắt gần bờ của bà con ngư dân. Tại vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Côn Đảo, tại đây gió thịnh hành theo hướng Tây Nam, có cường độ mạnh hơn một chút, ở trong khoảng là cấp 4. Về chiều tối và đêm thì sẽ tăng lên mức cấp 5, với những con sóng cao từ 1,25 cho đến 2,25m, nên khuyến cáo các tàu thuyền nhỏ hoạt động trên khu vực cần lưu ý. Ngoài ra thì mưa dông tại đây vẫn tiếp tục xuất hiện, nên tiềm ẩn nguy cơ có tố, lốc và gió giật mạnh. Tại trạm Côn Đảo thì mưa dông cũng liên tục xuất hiện trong đêm nay và chiều tối ngày mai nên sẽ gây bất lợi cho các chuyến tàu ra thăm đảo. Tại vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu, tại đây gió thổi đều theo hướng Tây Nam với cường độ chỉ trong khoảng cấp 3, cấp 4 cùng sóng biển cao trên dưới 1 mét. Thời tiết ít mưa hơn trong khoảng sáng đến trưa, tuy nhiên trong đêm nay và chiều tối ngày mai thì tàu thuyền vẫn cần cảnh giác với các cơn mưa rào và dông khiến cho tầm nhìn bị hạn chế. Tại vùng biển Vịnh Thái Lan thì gió Tây Nam cũng chỉ có cường độ trung bình, biển không động. Tuy nhiên thời tiết sẽ có mưa dông sau khoảng 16 giờ chiều nên khuyến cáo các tàu thuyền cần lưu ý về tầm nhìn bị giảm xuống từ 4 cho đến 10 km trong mưa dông. Chuyển sang phần dự báo cho khu vực phía bắc của Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, thời tiết xấu sẽ giảm hơn tại vùng biển này. Tuy nhiên thì đới gió đông nam dầu ẩm vẫn thịnh hành trên khu vực nên về khoảng đêm và sáng thì mưa rào nặng hạt vẫn liên tục xuất hiện nên tàu thuyền không nên hoạt động trong khoảng thời gian này. Tại khu vực giữa Biển Đông từ 10 cho đến 15 độ Vĩ Bắc, tại đây thì gió có hướng Tây Nam với cường độ khoảng cấp 4, mưa dông không nhiều như ở phần phía Bắc và Nam Biển Đông, chủ yếu xảy ra rải rác vào lúc chiều tối, nên ngoài tầm nhìn bị giảm thấp thì nhìn chung thời tiết cũng không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động hàng hải. Cuối cùng là phần dự báo cho khu vực phía Nam Biển Đông bao gồm khu vực phía Nam của quần đảo Trường Sa, Huyền Trân và Song Tử Tây. Gió trên vùng biển này cũng thịnh hành theo hướng Tây Nam với cường độ khoảng cấp 4. Tuy nhiên thì sóng biển cao từ 1 cho đến 2 mét, có nơi trên 2 mét cùng mưa dông liên tiếp xảy ra. Đặc biệt là trong khoảng đêm nay và chiều tối ngày mai nên sẽ gây nhiều bất lợi cho việc lưu thông của tàu thuyền. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết biển. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.